chứng đầu tiên của bác Thiện là gì? Là tiểu tiểu vàng giòn và yếu, chân sưng. À, chân có nào đâu, ở dưới đây sưng hay trên đây sưng? Mặt cái mặt có sưng không? Không, mặt cũng như là mà không có đau. Căng đau hay sao? Đi mỏi giò. Nặng giò. Đi nặng giò. Thấy nó căng lên không? Bắp chân nó căng lên không? Phụ mà chỗ này nó căng lên không? Nó cứng lên không? Cứng lên rồi. Bắp chân cũng căng lên luôn. Một chân, hai chân. Một cái chân đá. Rồi sau đó thì sao? Tiểu già. Tiểu già đến giờ này luôn, cái già mắt. Sốt dữ không? Từ lúc phát hiện bệnh nó giờ sốt chục ký không? Rồi. 66 tuổi, 68 tuổi, rượu thuốc lá, nghiện rượu thuốc lá mấy chục năm rồi. Từ lúc tới bệnh giờ bệnh nhân ngưng, không có rượu, không có thuốc lá nữa. Bệnh cái khởi phát đầu tiên là bệnh nhân xin cái chân một bên, nha, từ bàn chân cho đến đùi. Alo. Rồi. Được đi khám bác sĩ được chẩn đoán là tắc tĩnh mạch hay là suy tĩnh mạch phân cụ, tắc tĩnh mạch sâu nha, ở chi bên trái. Bệnh nhân được điều trị bao lâu thì ông cụ thấy tiểu vàng? 2 tuần lễ sau thấy tiểu vàng và sậm liên tục nha, và sau đó thấy bắt đầu da đầu mắt và cũng vàng luôn. Từ lúc bao lâu ông cụ đi tiêu ra cái chất nhầy nhầy đó? Ông cụ nó nằm mở bao lâu rồi? Rồi lúc đó xuất hiện là đi tiêu ra, bệnh nhân khai là mở. Lúc đầu thì cũng không tin lắm, tôi nghĩ là chất nhầy, bệnh nhân nói là rửa xong rồi vẫn còn nhớt nhớt, thế thì không phải là nhầy mà là mở. Rồi toàn tạng kém dần, nổi khi tiêu khi không nha. Từ lúc khởi bệnh đến giờ thì bệnh nhân chục ký á nha. Alo. Rồi, chờ 10 phút nha. Giờ thầy khám lâm sàng thì thấy bệnh nhân tỉnh táo, da liên vàng sẫm á ha. Ở bệnh nhân có dấu hiệu thiếu nước cũng rõ, tắt le lưỡi xem chút xíu, thiếu nước quá nhiều, còn ấy không? Thì da có những cái chỗ tiêm kiếp này có những cái mảng bầm, những cái vết bầm nha. Chân thì không có thấy phù, không có nước, không có phù nha. Hạch thượng đòn bên trái thì không có sợ đụng. Thầy khám cái bụng thì thấy bụng bệnh nhân phẳng, không có bè. Anh nhìn sơ thì thấy chắc chúng chưa phát hiện bụng có bán đâu. Rồi gan ở bên phải sờ được ở dưới vòi trường 2 cm, mật độ thì mềm, bờ thì sắc, không có đau, không có sờ đụng túi mật. Ở cái vùng thượng vị bên trái thầy sờ thấy có cảm giác một cái khối mềm mềm ngay đầy chỗ này. Thầy nghĩ là cái dạ dày nó dày lên, nó giãn mà thành nó dày lên, nên có thể có một cái dấu hiệu là có thể sờ được cái dạ dày giãn to ở dưới lòng, ở dưới giống như là người ta sờ qua thành bụng mà sờ được cái dạ dày nó giãn to. Dấu hiệu này tương đối đặc hiệu, thì trong tất cả các đoạn ống tiêu hóa khi mà nó phình ra đấy, chỉ có dạ dày là có thể sờ được thôi, sờ được qua thành bụng khi nó dày lên, cái thằng nó dày lên mà nó giãn to rồi nha. Và đặt cái ống nghe thì nghe cái tiếng mà thầy tạm gọi là dấu clinic của dạ dày nha, là chứng tỏ là gì, chứng tỏ là nó có hẹp nổ ra cái dạ dày, và dạ dày này nó đang co bóp, nó tống cái gì qua khỏi cái chỗ hẹp đó để xuống tá tràng
nha, trong y khoa không có từ nào tương ứng, nên thầy ta không đặt nha là dấu hiệu clinic của dạ dày. Thì cơ chế của nó giống như là dấu hiệu clinic mà trong cái tổn thương mà làm hẹp cái van hoàng mạn tràng. Nhưng mà thay vì mình nghe được dưới đây nha, trên bệnh nhân có cái hội chứng là bám tắc ruột, thì mình nghe được ở trên đây nghe rất là rõ nha, thì thầy nghĩ là có bám tắc nha, có hẹp cái chỗ cái ngõ ra của dạ dày, và dạ dày này ở trạng thái còn bù cho nên lắc thì không có tiếng lột sọc, nhưng mà nghe thì dấu cơ nít dạ dày rất là rõ, đồng ý không? Chúng ta phải thăm được tràn để xem ở cùng đầu sau có bị có gì không, có nhiễm cứng, có meseo gì không. Nghe thì thầy kết luận là bệnh nhân này có một cái hội chứng cận ca ha, có cái hội chứng phần da kiểu tắc mật, đồng ý không? Rồi có một cái hội chứng tắc nghẽn ống tụy, để tắc ống tụy bằng chứng là bệnh nhân chưa phân mở, thì nghĩ độ tin cậy cũng khoảng 80-90%. Còn cuối cùng có cái gì nữa, có một cái chưa đến cuối cùng, có một cái hội chứng hẹp mụn vị nha, có cái gan to, thì cái bụng là gì, có khả năng là vùng ca ở cái vùng đầu tụy nó làm nó phát triển ở bên ngoài, nó làm hẹp cái ngõ ra nó dài dày và nó metastasize lên cái vùng cuống gan, hiểu không? Cho nên bệnh nhân này không có sợ cái cuống mật, hiểu không? Thì nó làm hẹp luôn cái ống mật, hẹp luôn cái lỗ đổ của cái cuống mật vào trong cái ống mật có một chủ, thì nó bằng hiểu không? Nếu đúng là ca tụy không á thì bắt buộc phải có được một cuống OG, nghĩa là cuống mật phải căng to. Hai, mà cái ca tụy thì nó phát triển ra ngoài, nó đã làm hẹp luôn cái dạ dày, rồi nó làm cái hạch của nó làm hẹp luôn cái nguyên cái vùng cuống gan, thì cuống mật cũng không có sợ được. Thì nó bằng hiểu không, nếu chúng ta kết hợp nhiều cái dữ kiện như thế này thì chẩn đoán nó có lẽ là phù hợp nhất, đồng ý không? Không thích không về thấy hiểu, đồng ý không? Đồng ý rồi ha. Còn nếu là ca dạ dày thì không giải thích được cái tiêu phân mỡ, đồng ý không? Thì nên nếu kết hợp luôn cái tiêu phân mỡ thì nghĩa là ca tụy mà nó xâm lấn vào trong cái phần tiền phân vị và hang vị ha. Rồi nếu là ca tụy thì lại cứ một cái căn nha, thì kết luận luôn là gì, cái chuyện nó metastasize và những cái hạt ở quanh cái đường mật ha, thì nó chẹn luôn cả cái mật ống tu mật, ống mật chủ ấy, cho nên nó mật không căng. Thì đó về mặt lâm sàng là cái đó như thế là phù hợp, ai có ý kiến gì không? Ừ. Thầy, cái phần mà bệnh nhân hay là có tắc những mặt sâu ở kia bên cá. Ừ. Và sau 2 tuần đó là không bị gì là vàng da, nếu là vàng da đột ngột thì nếu mà vàng da đột ngột thì không có hợp lắm với cái khu. Tắc cái mặt sâu thì công cụ là đau có chân, là đau sinh cái chân từ dưới xương lên luôn. Dạ, mà sờ thấy nóng không? Sờ nóng không? Ừ, thế phù hợp với tắc mạch sâu. Em nghĩ là thường thường trong một số bệnh nhân ca tụy nó có cái hội chứng là gì? Là huyết khối tĩnh mạch nông di trú. Cái chỗ này lâu lâu nó có huyết khối. Cái là tĩnh mạch đó, chỗ khác lâu lâu có huyết khối thì cái. Nhưng mà thường thường là tĩnh mạch nông. Cái chưa ghi nhận là tĩnh mạch sâu. Nghe lời anh cũng mô tả thì là sâu đấy ha. Cái sâu đấy thì thật chứ bây giờ thầy cũng chưa tìm được mối liên quan giữa cái đó và cái bệnh lý trên đây ha, đồng ý không? Thì hiện tại giờ đâu có thấy dấu hiệu nào đâu, hết rồi. Có khi nào mình sử dụng thuốc viêm gan? Đúng rồi, khả năng có gì là viêm gan, mà viêm gan thì bệnh nhân này có hội chứng tiêu phân, có hội chứng tắc của ống tụy, hội chứng hẹp của ra dài dày quá rõ. Tại vì cái dạng mà bàn da bệnh nhân là sẽ được một viêm gan thì không có những cái vết bầm máu thế này. À, viêm gan không có bàn da sậm thế này. Nếu viêm gan thì gan không có to nhiều thế này. Viêm gan thì gan nó mất hé bờ sườn. Đây, còn gan này dưới bờ sườn tới 2 cm. Gan không có to nhiều đấy. Cho nên khả năng viêm gan để đặt trong chỗ đó phân biệt, không có viêm gan nào làm cho bệnh nhân bàn da cả 1-2 tháng trời, ngay qua 2 tuần lễ là hết viêm gan.
nếu là viêm gan cấp. Còn viêm gan mãn thì lại không có vàng da. Nhớ điều đó, viêm gan cấp có vàng da nhưng mà trong vòng 2 tuần lễ thôi. Chuyển sang mãn tính rồi thì lại hết vàng da, thì lúc đó cái tiết nó cân bằng về mặt bilirubin chuyển hóa bilirubin rồi. Cái này hay đấy. Để xem cái một là cao lụy, hai cao dài dài, cái lên trên, cái xuống dưới, hiểu không? Cả hai trường hợp đều có ảnh hưởng đến cái vùng cung gan đó. Đồng ý không? Rồi thứ ba nữa là chẳng đoán là gì? Giờ vàng da tắc mật có nghi như ca mà tức mật không sờ đụng, chẳng đoán là u plus skin, u đường mật đúng không? Ai cấm? Ha, cái đó nó lại metastase thành một cái mảng ở đây, gây tắc dưới đây. Cho nên mình có rất nhiều đất của mình lựa chọn. Đồng ý không? Để chẳng đoán xác định trường hợp này, cần làm gì? Hả, làm gì? Cái tiên là phải xét nghiệm chức năng gan, thận, đã gan phải kết hợp với thận luôn. Thường hai anh này đi song hành với nhau, hai chức năng gan, chức năng thận đôi khi nó có liên quan với nhau. Thứ hai nữa là siêu âm, thứ ba nữa là siêu tủy bụng có cả quan, thứ tư nữa là nội soi dạ dày tá tràng. Trước tiên sẽ làm bốn cái đó trước nè. À, rồi nguyên nhân là gì thì mình chứ sao. Nãy giờ thầy nói thế có thể chẩn đoán cuối cùng vẫn chưa có ngăn ngừa được bệnh nào, nhưng mà cái hướng biện luận đến lâm sàng là như thế. Ông cụ yên tâm, nằm đấy thôi bác sĩ biết cái bệnh ta trị chứ. Tất